Xin chào tất cả quý vị các bạn. Đã rất là lâu rồi hôm nay tôi mới có dịp gặp gỡ quý vị các bạn với chuyên mục về các giống cây trồng mới lạ. Hôm nay tôi giới thiệu đến quý vị các bạn về một loại trái cây rất là quen thuộc đối với người dân của Việt Nam. Giới thiệu đến quý vị các bạn đây là quả mơ. Mơ là một loại trái cây được trồng rất phổ biến tại các tỉnh phía Bắc của Việt Nam. Đây là một loại trái cây thuộc chi mận và thuộc họ hoa hồng. Giống mơ này thì rất là dễ trồng, dễ chăm sóc và rất là thích nghi phù hợp với khí hậu của Việt Nam. Khi nghĩ đến quả mơ thì chúng ta đã thấy rất là chua rồi, đã thấy rất là thèm và chảy cả nước miếng ra rồi bởi vì rất là chua. Cho nên khi ăn thì chúng ta thường phải chấm muối. Trái mơ thì khi chín có vỏ màu vàng đến màu cam, rất là đẹp các bạn ạ, và đặc biệt nó rất là thơm. Đối với người dân Việt Nam thì giống mơ này rất là chua, cho nên chúng ta thường sử dụng để làm ngâm si rô, làm nước giải khát, hay ngâm rượu, hay chúng ta có thể làm ô mai mơ hay mứt mơ, cũng rất là thơm ngon các bạn ạ. Hôm nay tôi giới thiệu đến quý vị các bạn, đây cũng là quả mơ. Nhưng điều đặc biệt, đây không phải là mơ của Việt Nam, mà đây là một giống mơ của Thổ Nhĩ Kỳ. Giống mơ này thì có hình dạng của quả giống như quả mận, cũng giống như quả mơ của Việt Nam. Và trên thân thì có một lớp lông nhám mịn. Và quả khi chín thì có màu vàng đến màu cam, cũng rất là đẹp. Bây giờ tôi ăn thử xem trái mơ của Thổ Nhĩ Kỳ này có hương vị khác gì so với giống mơ của Việt Nam không nhé. Đây, giới thiệu các bạn quả mơ của Thổ Nhĩ Kỳ khi mổ ra thì khác với giống mơ của Việt Nam là cùi của quả rất là sắc. Khác với giống mơ của Việt Nam là khi ăn hay là khi bổ trái mơ của Việt Nam ra thì thịt của quả nó cứng, nó hạt, không có sắc như giống mơ của Thổ Nhĩ Kỳ. Còn đối với giống mơ của Thổ Nhĩ Kỳ này thì hạt và quả rất là sắc. Đây, hạt thì róc rời ra, rất là sạch sẽ, rất là đẹp các bạn nhé. Thật là tuyệt vời các bạn ạ. Khác hoàn toàn so với các cái giống mơ khác của Việt Nam thì giống mơ của Thổ Nhĩ Kỳ này ăn không hề có vị chua và đặc biệt là rất là ngọt, rất là thơm, rất là ngon các bạn ạ. Vừa có hương thơm của quả mơ và hòa quyện với mùi thơm của trái đào, rất là thơm ngon. Hạt rất là róc các bạn, đây các bạn xem, khi bổ trái mơ này ra thì hạt rất là róc, hạt rời ra rất là sạch sẽ, không hề dính vào thịt của trái mơ, rất là đẹp. Đây các bạn nhé. Đấy, hạt thì rời ra, hạt tóc rời ra, rất là đẹp các bạn ạ. Và đặc biệt là rất là thơm ngon, rất là ngọt. Hàm lượng đường của trái mơ của Thổ Nhĩ Kỳ này rất là cao và ăn không hề có một chút vị chua nào, rất là ngon.
điều đặc biệt nữa của giống mơ ngọt của Thổ Nhĩ Kỳ này là chưa hề có sản phẩm ở Việt Nam. Sản phẩm mơ của Thổ Nhĩ Kỳ này là hoàn toàn nhập khẩu từ nước ngoài về, được bán với giá rất là đắt, là trên 700.000 đồng 1 kg, siêu đắt các bạn ạ. Và giống mơ của Thổ Nhĩ Kỳ này là một giống cây trồng nhiệt đới, rất là dễ trồng, dễ chăm sóc, rất thích nghi và phù hợp với khí hậu của Việt Nam, cho năng suất rất là cao, giống y như là giống mơ của Việt Nam các bạn ạ. Rồi ra phần